Kính chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với xu hướng 24 giờ. Những thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam cũng như thế giới. Bên cạnh đó là những thông tin đang được quan tâm nhất trên mạng xã hội sẽ có trong bản tin ngày hôm nay. Tôi là Thái Anh, quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình xu hướng 24 giờ. Chương trình được phát sóng trực tiếp trên ứng dụng VTC Now, website vtcnow.net, các nền tảng xã hội của VTC Now và trên kênh truyền hình VTC2 vào 12:30 hàng ngày. Vâng, trong 24 giờ qua đã có những thông tin nào đáng chú ý và những từ khóa nào đang được tìm kiếm nhiều nhất? Như thường lệ, chúng ta sẽ bắt đầu bản tin với những xu hướng đáng theo dõi. Và tác đầu tiên đó chính là thành phố Hồ Chí Minh. Đây là từ khóa vẫn đang được nhiều người tìm kiếm ngay khi vừa thức dậy. Sáng nay mùng 2 tháng 7 thì Bộ Y tế cho biết đã ghi nhận thêm 151 ca mắc COVID-19 mới, trong đó thì thành phố Hồ Chí Minh có tới 118 ca. Về tình hình tiêm vaccine tại các địa phương này, thì tới nay, địa phương này đã tiêm được 900.611 liều vaccine, được phân bổ đợt 3 và đợt 5, lọ 12 liều đạt 103%. Và còn những thông tin khác cũng rất đáng chú ý. Trong phần sau, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật chi tiết. Từ khóa tiếp theo, đó chính là khỏi COVID-19. Đây có lẽ là băn khoăn lớn nhất của người dân sau khi có một trường hợp ở Hà Tĩnh được cho là đã tự khỏi bệnh rồi lại mắc COVID-19 và lây cho người khác. Chúng tôi đã có ý kiến ban đầu của các chuyên gia về điều này. Quý vị đừng rời khỏi màn hình trong những phút sắp tới. Từ khóa tiếp theo đó chính là vaccine. Quan tâm đến COVID-19 thì không thể bỏ qua được cập nhật trên từng km hành trình mà vaccine về tới Việt Nam. Theo cập nhật mới nhất từ Bộ Y tế thì dự kiến trong tháng 7 tới sẽ có khoảng 8 đến 10 triệu liều vaccine về tới đất nước ta. Từ khóa tiếp theo đó chính là xét nghiệm kỳ thi trung học phổ thông. Kỳ thi này thì đang tới rất gần và với địa phương như thành phố Hồ Chí Minh thì chắc chắn là không ai muốn kỳ thi bị hoãn. Do vậy công tác xét nghiệm cho sĩ tử cũng như là người phục vụ kỳ thi đang rất được quan tâm. Sức hút của từ khóa này đang rất lớn. Từ khóa tiếp theo đó chính là tủ cần sa. Tủ quần áo thì không dùng để treo quần áo mà lại để cất toàn cần sa. Sự việc gây chấn động dư luận này đã xảy ra và vừa bị phát hiện tại quận Thanh Xuân của Hà Nội. Số cần sa này được hai vợ chồng ở Hà Nội cất giữ và bán cho khách khi có nhu cầu. Một từ khóa nữa cũng được rất nhiều người quan tâm đó chính là căn cước công dân. Từ hôm qua thì từ khóa này đã được tìm kiếm rất nhiều và hôm nay cũng vậy, căn cước công dân gắn chip có gì khác biệt với căn cước công dân mã vạch và chứng minh nhân dân? Chúng tôi sẽ dành phần lớn thời lượng focus của bản tin ngày hôm nay để nói về điều này. Bạn có biết hết về tấm căn cước công dân mới này hay không? Chúng ta sẽ cùng theo dõi. Từ khóa tiếp theo chính là sập nhà. Ít ai được nghĩ được là nước Mỹ lại xảy ra liên tiếp những vụ sập nhà trong chưa đầy một tháng. Lần này là một căn nhà đang trong quá trình thi công tại thủ đô Washington thì bất ngờ sập xuống khiến một người bị mắc kẹt và rất nhiều người bị thương. Và cũng là một từ khóa về đất nước Mỹ, đó chính là Donald Trump. Ông Trump tuy đã không còn là Tổng thống Mỹ nữa, tuy nhiên thì ông luôn biết cách để thu hút dư luận. Thậm chí ông vẫn là trend trên mạng xã hội. Và từ khóa mới nhất về ông Trump lại liên quan đến việc tập đoàn của ông bị khởi tố. Tất nhiên ông Trump quyết liệt bác bỏ về vấn đề này. Từ khóa tiếp theo đó chính là Facebook kiện. Từ khóa cuối cùng liên quan đến mạng xã hội mà chúng ta sử dụng hàng ngày nhiều đến mức là như một thói quen. Facebook đang muốn kiện 4 người Việt Nam về hành vi chiếm tài khoản quảng cáo gây thiệt hại lớn hơn 36 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên sự việc này vẫn còn đang trong quá trình điều tra, chưa có kết luận cuối cùng. Bên cạnh đó sẽ là những thông tin đáng chú ý khác sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong xu hướng 24 giờ ngày hôm nay. Như thường lệ thì COVID-19 vẫn là một mối quan tâm số 1 hàng ngày. Sáng nay mùng 2 tháng 7 thì Bộ Y tế cho biết đã ghi nhận thêm 151 ca mắc COVID-19 tại 10 địa phương trong cả nước. Trong đó thì 122 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa. Về tiêm chủng thì chúng ta đã có thêm 39.530 người được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 trong ngày 1 tháng 7. Tính đến 16 giờ ngày hôm qua, tổng cộng đã thực hiện tiêm trên 3.813.760 liều vaccine phòng COVID-19. Trong đó số người đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 là 204.000 người. Cũng liên quan đến vaccine COVID-19, thì sáng nay mùng 2 tháng 7, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, trưởng Ban chỉ đạo chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, đã chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 năm 2021-2022.
Phát biểu tại cuộc họp, thì giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế nêu rõ, Bộ Y tế đã và đang nỗ lực để làm sao có vaccine về Việt Nam ngày một nhiều nhằm đáp ứng nhu cầu tiêm chủng của nhân dân. Tuy nhiên, do nguồn cung khan hiếm vào thời điểm hiện tại, nên cao điểm vaccine về Việt Nam sẽ dự kiến sẽ là vào quý 4 của năm 2021. Dự kiến trong tháng 7 này sẽ có khoảng 8 triệu liều vaccine về tới Việt Nam. Với nguồn cung vaccine về Việt Nam nhiều hơn trong thời gian tới và số điểm tiêm chủng được triển khai trên toàn quốc khoảng 19.000 điểm, thì sẽ huy động toàn bộ ngành y tế, kể cả y tế các bộ ngành và y tế tư nhân để đảm bảo tốc độ tiêm những tháng cuối năm. Đặc biệt, vấn đề an toàn tiêm chủng vẫn phải đặt lên hàng đầu, tuân thủ tuyệt đối nguyên tắc tiêm đến đâu, an toàn đến đó. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Long cũng nhấn mạnh và khẳng định, về mặt chuyên môn trong chiến dịch tiêm chủng phải đảm bảo an toàn tối đa. Ngành y tế sẽ điều hành quy trình tiêm chủng bằng công nghệ thông tin, đảm bảo việc sử dụng vaccine một cách hiệu quả, minh bạch, tránh tình trạng lãng phí. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tới một thông tin đang thu hút sự chú ý của dư luận. Đó là vào ngày hôm qua mùng 1 tháng 7, thì tiến sĩ Nguyễn Lương Tâm, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh đã thông tin qua điều tra truy vết thì ngành chức năng đã xác định nguồn lây của chùm ca bệnh ở xã Thạch Long, huyện Thạch Hà là bắt nguồn từ một nhà tắm nước ngọt ở khu vực bãi biển Xuân Hải, thị trấn Lộc Hà vào chiều mùng 3 tháng 6. Điều tra cho thấy thì có 4 thanh niên từ 17:30 đến 19:00 chiều mùng 3 tháng 6 đi qua bãi tắm này vào phòng tắm nước ngọt. Trong khung giờ này có 27 người liên quan. Chiều 13 tháng 6 thì một trong 4 thanh niên này đã bị sốt, không đi khám mà lại tự mua thuốc về uống. Dù đến bãi tắm và điểm tắm nước ngọt nhưng người này lại không khai báo y tế. Anh này thuộc diện nghi ngờ do tiền sử dịch tễ từng đến điểm tắm nước ngọt trong thời gian được khuyến cáo là có người mắc COVID-19. Mẫu xét nghiệm của trường hợp này được gửi tới Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Xét nghiệm phát hiện là anh có kháng thể virus SARS-CoV-2, tức là anh đã nhiễm và đã khỏi bệnh. Tuy nhiên, thì người đàn ông này lại chưa từng được ghi nhận là bệnh nhân mắc COVID-19. Cơ quan chuyên môn nhận định trong thời gian nhiễm virus SARS-CoV-2, người này đã lây cho một số người khác, có thể đến 19 người, và đến nay đã qua 2 đến 3 chu kỳ dịch, tức là từ 12 đến 14 ngày. Đến trưa mùng 1 tháng 7, thì kết quả xét nghiệm của người đàn ông này đã dương tính trở lại với virus SARS-CoV-2. Để lý giải trường hợp này, thì chúng tôi sẽ kết nối với Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Huy Nga, Nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế để tìm hiểu vấn đề này. Vâng, xin mời trường quay kết nối ạ. Vâng, thưa ông, mới đây tại Hà Tĩnh thì ghi nhận một trường hợp bệnh nhân có kháng thể virus SARS-CoV-2, tức là đã nhiễm và đã khỏi bệnh, tuy nhiên là người đàn ông này chưa từng được ghi nhận là bệnh nhân COVID-19. Tới trưa mùng 1 tháng 7 thì kết quả xét nghiệm người đàn ông này lại dương tính trở lại. Vậy ông có nhận định như thế nào về trường hợp này ạ? Nếu mà có đặt xét nghiệm dương tính thì họ phải đưa cách ly, đưa đi điều trị, làm gì có chuyện lấy cho người khác. Tức là họ bị rồi thì họ lấy cho người khác thì không khuyến cáo gì đâu. Rồi khỏi thì phải có xét nghiệm dương tính, rồi sau đó báo lần xét nghiệm âm tính. Rồi sau bế âm tính về nhà thì lấy cho người khác, rồi lại bị lại thì phải có những xét nghiệm đi cùng. Như vậy thì là không thể giải thích được, bởi vì họ phải có xét nghiệm. Chẳng hạn có một người bị thì rõ ràng là xét nghiệm 3 lần dương tính thì họ phải đưa đi điều trị. Thành phố Hồ Chí Minh bây giờ là khoảng 80% là từ khỏi, cho nên họ phải làm rõ là sao lấy cho người khác. Vâng, cảm ơn nhận định của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Huy Nga. Về sự việc này thì chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất khi có kết luận từ cơ quan y tế. Còn bây giờ chúng ta sẽ chuyển đến những thông tin cập nhật mới nhất từ Bộ Y tế về tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam tính đến trưa nay ngày mùng 2 tháng 7. Thưa quý vị và các bạn, tính từ 6 giờ đến 12 giờ ngày mùng 2 tháng 7, Việt Nam có thêm 175 ca mắc COVID-19 mới, là các bệnh nhân số 17.728 đến 17.902, trong đó có 5 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Thanh Hóa 3 ca, Long An 1 ca và Kiên Giang 1 ca. 170 ca còn lại ghi nhận trong nước, tại Thành phố Hồ Chí Minh vẫn là nhiều nhất với 151 ca, Phú Yên 10 ca, Hưng Yên 3 ca, Long An 2 ca, Trà Vinh 1 ca, Hải Phòng 1 ca, Bắc Giang 1 ca và Bắc Ninh 1 ca. Trong đó thì có 143 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa. Như vậy thì tính đến 12 giờ ngày hôm nay ngày mùng 2 tháng 7, Việt Nam đã có tổng cộng là 16.075 ca ghi nhận trong nước và 1.827 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính đến từ ngày 27 tháng 4 tới nay là 14.505 ca. Và thông tin tiếp theo sau đây sẽ dành cho các sĩ tử cũng như những người làm công tác thi trung học phổ thông tại khu vực phía Nam. Ngày mai ngày 3 tháng 7 thì Thành phố Hồ Chí Minh sẽ xét nghiệm COVID-19 cho toàn bộ các thí sinh, giáo viên, nhân viên tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.
Dự kiến số lượng sẽ lên đến hơn 100.000 người, bao gồm thí sinh và cán bộ làm nhiệm vụ coi thi. Ngay sau khi mà Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quyết định tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông vào ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 7, địa phương này cũng đã ban hành kế hoạch xét nghiệm COVID-19 cho toàn bộ các thí sinh, cán bộ, giáo viên tham gia làm nhiệm vụ kỳ thi. Theo kế hoạch xét nghiệm tầm soát SARS-CoV-2 với những đối tượng tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2021, thì lực lượng y tế sẽ sử dụng phương pháp là lấy mẫu gộp, cụ thể sẽ gộp khoảng 10 hoặc là 15 mẫu. Tổng số lượng mẫu lấy gồm 17.052 cán bộ, giáo viên, nhân viên và 89.275 thí sinh. Việc lấy mẫu xét nghiệm sẽ được thực hiện theo 4 ca, gồm ca 1 từ 7:30 đến 9 giờ, ca 2 từ 9 giờ đến 10:30, ca 3 từ 13 giờ đến 14:30 và ca thứ 4 từ 14:30 đến 16 giờ. Mỗi ca sẽ lấy mẫu cho 100 người. Được biết thì năm nay Thành phố Hồ Chí Minh có 89.275 thí sinh và 15.812 người coi thi tại 155 điểm thi. Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố hiện có khoảng 200 học sinh thuộc đối tượng là F0, F1, F2 và 991 em đang trong khu vực bị phong tỏa. Vâng, chúng ta sẽ cùng chuyển sang một tin cũng rất là đáng chú ý. Người hùng thì không thể luôn có mặt mọi lúc mọi nơi và sự an toàn của trẻ em tại chung cư chỉ có thể trông cậy vào gia đình. Rất tiếc, một sự việc đau lòng vừa xảy ra. Sáng ngày hôm qua mùng 1 tháng 7 tại chung cư Vinaconex 1 của phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội đã xảy ra một sự việc thương tâm, đó là một cháu bé đã bị rơi từ tầng 11 xuống sảnh văn phòng tầng 3 và đã tử vong. Theo báo cáo của ban quản lý tòa nhà, khoảng 10 giờ 05 thì nhân viên kỹ thuật trong quá trình kiểm tra đã phát hiện cháu bé 5 tuổi đi lạc tại thang bộ tầng 9 tòa A1, sau đó đã dẫn cháu bé xuống tầng 1 tòa A1. Tại đây, nhân viên lễ tân đã gọi điện cho bố cháu bé tại căn hộ trên tầng 11 xuống đón cháu. Tuy nhiên, đến 10:45 thì bố cháu bé lại để con ở tầng 11 để xuống tầng 6 họp với nhân viên. Đến khoảng 11 giờ thì bảo vệ tòa nhà bất ngờ nghe bố cháu bé chạy xuống tầng 1 hô hoán, con đã bị rơi xuống sảnh văn phòng tầng 3 công ty Trung Trinh. Ban quản lý đã hỗ trợ bố cháu bé đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng cháu bé đã không qua khỏi. Sau sự việc này thì ban quản lý cũng đã báo cáo cơ quan quản lý phường Trung Hòa để điều tra theo quy định. Liên quan đến vụ việc này, lực lượng chức năng quận Cầu Giấy xác nhận vụ việc trên và cho biết đang được cơ quan công an điều tra làm rõ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, Công an thành phố Hà Nội mới đây cũng cho biết Công an quận Thanh Xuân đã tạm giữ hình sự đối với vợ chồng đối tượng Hoàng Minh Tú sinh năm 1986 và đối tượng Đỗ Minh Phương sinh năm 1991, trú tại số 94 Khương Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, trồng cây chứa chất ma túy. Trước đó thì vào khoảng 6:50 ngày 17 tháng 6, tổ công tác Công an phường Thượng Đình và Công an phường Hạ Đình đã phối hợp kiểm tra hành chính số 94 Khương Đình. Qua quá trình kiểm tra, tổ công tác đã phát hiện bên trong tủ vải tại tầng 2 của căn nhà có 4 chậu cần sa, trong tủ quần áo bằng gỗ thì cất giấu 103 cành lá cần sa và một khay kim loại chứa cần sa. Ngoài ra thì tại mái tôn bên ngoài lan can tầng 2 còn có 9 chậu cần sa khác. Tổng cộng số cần sa hiện thu giữ được là 3.537,9 gram cùng nhiều dụng cụ liên quan đến cân đo sử dụng ma túy. Đấu tranh khai thác, đối tượng Tú và Phương khai nhận đây là số cần sa các đối tượng tự trồng để thu hoạch cần sa thành phẩm rồi bán cho khách kiếm lời. Hiện Công an quận Thanh Xuân cũng đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Tiếp tục chương trình, chúng ta cùng chuyển sang thông tin về thời tiết. Thủ đô Hà Nội thì có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm sẽ có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 29 đến 31 độ, nhiệt độ cao nhất sẽ từ 36 đến 38 độ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nắng nóng ở Bắc Bộ sẽ có khả năng kéo dài đến ngày mùng 4 tháng 7. Từ ngày mùng 6 tháng 7 thì ở Trung Bộ, nắng nóng gay gắt có xu hướng dịu dần do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kéo dài kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh, nên có nhiều nguy cơ sẽ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở khu vực Trung Bộ. Hà Nội thì nhiệt độ thấp nhất sẽ từ 29 đến 31 độ, nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 38 độ. Hà Nội thì có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam đến Tây Nam cấp 2 và cấp 3. Nếu có mưa dông thì trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió rất mạnh. Tiếp tục chương trình, chúng ta cùng chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý. Nga ngày hôm qua mùng 1 tháng 7 đã báo cáo có thêm 672 người tử vong vì dịch COVID-19 chỉ trong vòng 24 giờ, ghi nhận kỷ lục mới về số người chết do COVID-19 ngày thứ 3 liên tiếp tại đất nước này.
Đất nước có diện tích lớn nhất thế giới này đang phải đối mặt với làn sóng dịch COVID-19 mới do biến thể Delta, trong khi chương trình tiêm chủng gặp khó khăn với những lo ngại về vaccine từ người dân. Tổng thống Nga Vladimir Putin trong tuần này đã kêu gọi người dân Nga đi tiêm trên truyền hình. Trước đó, số người tử vong vì dịch COVID-19 ở Nga là 669 trong ngày 30 tháng 6 và 652 trong ngày 29 tháng 6. Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin cho biết 90% số ca COVID-19 mới ở thủ đô của nước Nga là từ biến thể Delta, biến thể lần đầu được phát hiện ở Ấn Độ. Ông đã đưa ra thêm một số biện pháp hạn chế để chống lại sự gia tăng nhanh chóng số ca bệnh, bao gồm yêu cầu các doanh nghiệp cho nghỉ 30% số nhân viên chưa tiêm vaccine và các nhà hàng chỉ được phục vụ cho những người đã tiêm chủng hoặc đã bị mắc bệnh và khỏi trong vòng 6 tháng trước đó. Đầu tháng 6, thì ông Sobyanin cũng yêu cầu những người làm trong ngành du lịch của thành phố phải tiêm chủng đầy đủ trước giữa tháng 8 tới. Hơn 12 khu vực trên khắp nước Nga cũng đã làm theo Moscow, Điện Kremlin trong khi đó đặt mục tiêu tiêm chủng đầy đủ cho 60% dân số Nga trước tháng 9. Nhưng trong tuần này, nhận định có lẽ mục tiêu này chưa thể hoàn thành được. Cơ quan chức năng Nga vẫn đang phải đối mặt với việc người dân e ngại tiêm vaccine. Các khảo sát độc lập cho thấy 60% người Nga không có kế hoạch tiêm chủng vaccine COVID-19. Tính đến mùng 1 tháng 7 thì chỉ có 17,4 triệu người trong số khoảng 146 triệu người Nga, tương đương với khoảng 12% được tiêm chủng đầy đủ theo dữ liệu của Gogov. Đến nay, Nga đã có 135.886 người tử vong vì dịch COVID-19, con số cao nhất ở châu Âu. Vâng, thưa quý vị và các bạn, Tổ chức Y tế Thế giới ngày 1 tháng 7 cảnh báo giải bóng đá vô địch châu Âu Euro 2020 cùng việc người dân nhiều nước di chuyển nhiều hơn trong dịp hè đang phát tán biến thể Delta ra khắp châu Âu khiến số ca mắc tại châu lục này tăng mạnh trở lại trong sau 10 tuần. Cụ thể thì số ca COVID-19 tại châu Âu đã tăng lên 10% trong tuần qua, đồng thời là chấm dứt quãng thời gian hơn 2 tháng các nước này ghi nhận đà suy giảm của dịch COVID-19. Vâng, thưa quý vị và các bạn, ngày hôm qua, ngày 1 tháng 7 thì chính là ngày đầu tiên mà hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cùng với hệ thống sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân sẽ được đưa vào vận hành. Đây được coi kỳ vọng sẽ là một bước tiến lớn đối với công tác quản lý thông tin, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm giấy tờ công dân và giảm những chi phí mà hiện nay người dân, doanh nghiệp cũng đang phải chi trả trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính. Và bắt đầu từ ngày 31 tháng 12 năm 2020 thì Bộ Công an đã bắt đầu thực hiện cấp thẻ căn cước công dân gắn chip cho người dân. Vậy sau 7 tháng triển khai, người dân có nắm bắt được những công cụ của căn cước công dân gắn chip hay không? Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu với những phần trình bày của biên tập viên Phương Thảo. Của biên tập viên Thái Anh. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm qua, ngày 1 tháng 7 chính là ngày đầu tiên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cùng với hệ thống sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân sẽ được đưa vào vận hành. Và đây được kỳ vọng sẽ là một bước tiến lớn đối với công tác quản lý thông tin, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm giấy tờ công dân, giảm những chi phí mà hiện nay người dân cũng như doanh nghiệp đang phải chi trả trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính. Bắt đầu từ ngày 31 tháng 12 năm 2020 vừa rồi, thì Bộ Công an đã bắt đầu thực hiện cấp thẻ căn cước công dân gắn chip cho người dân. Vậy sau 7 tháng triển khai thì người dân đã nắm bắt được những công dụng của căn cước công dân hay chưa? Thì chúng ta sẽ cùng đến với những khảo sát ngay sau đây. Nó sẽ thay cho mình những quyển hộ khẩu hoặc là các cái giấy tờ khác. Đấy, mình sẽ không phải gặp nhiều phiền hà như ngày xưa là phải nhiều thủ tục. Bây giờ cần cái đấy ra những nơi công quyền mình quẹt cái đấy là có thể là họ sẽ biết hết thông tin về mình. Theo như em nhớ thì là có mỗi cái là nó thay thế luôn cả cái thẻ ngân hàng. Theo chú được biết thì là đơn giản hóa một số thủ tục giấy tờ. Với cả cái hộ khẩu ở trước thì mình cũng không cần thiết phải cầm hộ khẩu đi theo. Nếu mình làm cái giấy tờ gì thì là mình cũng chỉ cần đọc mã số của căn công dân là mình đơn giản đến thế thôi. Em không biết đâu vì em chưa làm. Anh thưa thật là đến thời điểm này anh cũng chưa đi làm cái thẻ căn cước đấy, nhưng mà anh biết được rằng là nó thay thế được rất nhiều thứ. Tất nhiên là trong những cái việc thay thế đấy thì nó có những cái bất cập, chính vì thế là đến giờ mà đã mấy lần thay đổi rồi nhưng mà anh vẫn chưa đi làm, mặc dù anh biết được là cái lợi ích của nó. Mình chưa biết cái đấy, cái mục đấy. Chỉ nghe thấy bảo là như thế thôi nhưng mình chưa, nói chung là mình chưa biết. Theo mình được biết thì cái căn cước công dân nó sẽ lưu trữ được tất cả những cái thông tin của mình, ví dụ như là giấy khai sinh, ngày sinh, sổ hộ khẩu,
các cái thông tin khi mà mình có thay đổi điều gì đấy. Tức là tất cả những thông tin nó sẽ được tích hợp trong một cái thẻ. Thì sau này khi mà trong tương lai mình có thể dùng, chỉ cần căn cước công dân mình có thể đi làm tất cả các thủ tục ấy, mà không có phải lo lắng là mang nhiều loại giấy tờ khác nhau. Thì mình nghĩ đấy là một cái lợi ích của căn cước công dân. Vâng, thưa quý vị, điểm đặc biệt của chiếc thẻ căn cước công dân mới nằm ở con chip thần thánh. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu là chiếc thẻ căn cước công dân này có những công dụng gì. Thẻ căn cước công dân gắn chip hay còn gọi là EID là một loại giấy tờ tùy thân của công dân, đóng vai trò nhận diện, xác thực danh tính và chìa khóa truy cập thông tin công dân trong hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia. Bên cạnh giá trị chứng minh về căn cước công dân, nhờ vào chip thông minh có khả năng lưu trữ dữ liệu, căn cước công dân gắn chip còn có khả năng thay thế nhiều loại giấy tờ quan trọng. Chứng minh nhân dân và căn cước công dân đều là giấy tờ tùy thân của công dân có giá trị như nhau. Mã QR code trên thẻ căn cước công dân có lưu thông tin về số chứng minh nhân dân cũ, do đó người dân không phải xin xác nhận hoặc làm chuyển đổi các loại giấy tờ liên quan đến số chứng minh nhân dân cũ. Như vậy, thẻ căn cước công dân gắn chip có thể thay thế cho chứng minh nhân dân và căn cước công dân mã vạch trong thực hiện các giao dịch, thủ tục hành chính liên quan. Theo luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, hộ chiếu là giấy tờ thuộc quyền sở hữu của nhà nước do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp cho công dân Việt Nam sử dụng để xuất cảnh, nhập cảnh, chứng minh quốc tịch và nhân thân. Khoản 2 điều 20 của luật căn cước công dân 2014 quy định, thẻ căn cước công dân có thể thay thế hộ chiếu nếu Việt Nam và nước ngoài ký kết điều ước hoặc thỏa thuận quốc tế cho phép công dân nước ký kết sử dụng thẻ căn cước thay hộ chiếu trên lãnh thổ của nhau. Như vậy, tại một số nước, căn cước công dân có thể thay thế hộ chiếu. Thẻ căn cước công dân có số định danh cá nhân của công dân có thể thay thế cho sổ hộ khẩu, sẽ thay thế sổ hộ khẩu trong việc thực hiện giao dịch của công dân với các cơ quan và tổ chức. Người dân khi thực hiện thủ tục hành chính sẽ không cần mang theo sổ hộ khẩu hoặc bản sao công chứng, tạo nên sự tiện lợi và tiết kiệm chi phí. Bên cạnh đó, căn cước công dân gắn chip trong thời gian tới được dự kiến sẽ tích hợp một số thông tin khác như bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bằng lái xe v.v. và cho phép tích hợp nhiều ứng dụng đi kèm như ứng dụng chữ ký số, ứng dụng sinh trắc học, ứng dụng mật khẩu một lần v.v. có thể được sử dụng và kết nối rộng rãi cho các dịch vụ công cộng và tư nhân. Ngoài ra, việc tích hợp chip trên thẻ căn cước công dân đem lại tính linh hoạt khi cần bổ sung hoặc sửa đổi thông tin trên thẻ sau khi phát hành bởi cơ quan công an. Dữ liệu trên chip có thể truy cập ngay lập tức mà không bị phụ thuộc vào kết nối mạng thông qua các thiết bị cho phép đọc thông tin trên chip, giúp cho việc xác thực danh tính được thực hiện ngay lập tức, hạn chế tối đa việc giả mạo danh tính. Thưa quý vị, qua những thông tin vừa rồi chúng ta đã hiểu hơn về công dụng của thẻ căn cước công dân. Thẻ căn cước công dân gắn chip là một bước tiến mới và áp dụng công nghệ thông tin vào việc quản lý hành chính. Và nhờ vậy, việc quản lý dân cư cũng có những cái thông tin khiến cho mọi thứ trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn. Không chỉ vậy, căn cước công dân gắn chip còn có những ưu điểm vượt trội khi chúng ta so sánh với chứng minh nhân dân và căn cước công dân mã vạch. Đầu tiên có thể nói là về mặt hình dáng cũng như là chất liệu, thẻ căn cước công dân đã gắn chip được làm từ nhựa và có độ bền cao. Bên cạnh đó thì phần góc cạnh cũng được bo tròn, giúp cho chúng ta dễ bảo quản hơn. Số hay 12 số sẽ có hiệu lực 15 năm tính từ ngày được cấp. Cũng như là thay đổi một lần. Còn với căn cước công dân mã vạch hay là gắn chip thì đều có thời hạn sử dụng đến khi người được cấp đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi. Như vậy thì so với chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân gắn chip có thời hạn sử dụng thuận tiện hơn cho những người từ 60 tuổi trở lên. Về ngôn ngữ thì bên cạnh ngôn ngữ chính, căn cước công dân còn có là thêm là tiếng Anh. Như vậy thì so với chứng minh nhân dân thì căn cước công dân đã bổ sung thêm ngôn ngữ tiếng Anh trên thẻ để thực hiện nhiều thủ tục liên quan đến những yếu tố nước ngoài có thể được tích hợp trong thời gian sắp tới, phù hợp với việc giao lưu hội nhập trong khu vực và trên quốc tế. Một thông tin nữa đó chính là về mặt thông tin, thì ở mặt trước chúng ta có thể theo dõi thấy thẻ căn cước công dân gắn chip bổ sung một mã QR code ngay trên phía đầu thẻ. Khi chúng ta quét mã QR này thì sẽ hiện các thông tin cá nhân liên quan đến địa chỉ, số chứng minh nhân dân cũ hay là số căn cước công dân và dùng điện thoại để quét lấy thông tin khi chúng ta cần khai báo mà không phải nhập bằng tay. Ở mặt sau thì bổ sung thêm chip mã hóa, lưu trữ hơn 14 trường thông tin và sinh trắc học của công dân như là quê quán, nơi đăng ký thường trú, thân nhân và kể cả là vân tay, thậm chí là võng mạc, hình ảnh, đặc điểm nhận dạng. Và đó chính là những thông tin hữu ích mà chúng tôi đem đến cho tất cả quý vị. Bây giờ thì chúng ta cũng sẽ đến với những thông tin của các chuyên gia. Đó chính là chúng tôi sẽ kết nối với Đại tá Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính
về trật tự xã hội C06 Bộ Công an để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này. Vâng, bây giờ thì trường quay đã cùng kết nối để chúng ta sẽ cùng trao đổi. Được tích hợp các giấy tờ như là bảo hiểm y tế, bằng lái xe hay là đăng ký tạm trú tạm vắng và các ứng dụng công nghệ khác. Vậy thì lộ trình tích hợp này được tiến hành cũng như là triển khai như thế nào ạ? Hiện nay thì cái thẻ căn cước công dân gắn chip đang tích hợp các trường dữ liệu thông tin của công dân theo quy định của pháp luật. Thế nhưng mà trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tích hợp thêm những cái trường thông tin khác, ví dụ như là cái bảo hiểm y tế, bằng lái xe hoặc là nhiều cái trường thông tin khác vào trong cái dữ liệu quốc gia về dân cư. Cái lộ trình đó thì mình đã xác định được rồi. Thế nhưng mà điều quan trọng nhất là bây giờ tất cả các bộ ban ngành ấy là phải có cái cơ sở dữ liệu của cái chuyên ngành của mình. Và trên cơ sở đó là kết nối, rồi đồng bộ, rồi là xác thực với cả cái cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Để chúng ta là đồng nhất một cái hệ thống, một cái cơ sở dữ liệu chung về cái phía Bộ Công an ấy, là cái cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì đã sẵn sàng. Bây giờ đang chờ các bộ ngành ấy để xây dựng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành để kết nối, đồng bộ và xác thực. Vâng, xin được cảm ơn những thông tin của Đại tá Phạm Công Nguyên. Thưa quý vị, không chỉ tại Việt Nam mà thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử cũng là xu thế của nhiều nước trên thế giới. Và hiện tại thì chúng ta cũng đã nắm được những tính ưu việt của nó. Còn có những thông tin hấp dẫn tiếp theo chúng tôi sẽ liên tục cập nhật cho quý vị trên VTC Now. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại trường quay chính cùng với biên tập viên Thái Anh. Vâng, xin cảm ơn biên tập viên Phương Thảo. Chúng ta sẽ tiếp tục chương trình với những thông tin đáng chú ý khác. Euro 2020 thì vẫn đang trong thời gian nghỉ ngắn ngày để cầu thủ và người hâm mộ có thể hồi sức. Nhưng ngoài bóng đá thì người dân Việt Nam cũng đang dành nhiều kỳ vọng cho bộ môn bắn súng tại Olympic 2021. Cụ thể vào ngày 1 tháng 7 thì Tổng cục Thể dục Thể thao cho biết là xạ thủ Hoàng Xuân Vinh là đại diện của bắn súng Việt Nam tham dự Olympic Tokyo 2021. Chiếc vé mà Xuân Vinh có được do Liên đoàn Bắn súng Thế giới phân bố. Trước đó thì đội tuyển bắn súng Việt Nam không có vận động viên nào vượt qua được vòng loại để có mặt tại Olympic Tokyo 2021 do không thể giành vé trực tiếp. Để đến Thế vận hội thì Liên đoàn Bắn súng Thế giới đã phân bổ một suất tham dự Olympic Tokyo cho bắn súng Việt Nam ở nội dung là 10m súng ngắn hơi nam. Cụ thể thì ban huấn luyện đội tuyển bắn súng Việt Nam đã chọn Hoàng Xuân Vinh là nhà vô địch Olympic 2016. Trong khi đó thì Liên đoàn Bắn súng Việt Nam lại đề xuất là chọn xạ thủ Trần Quốc Cường hoặc một vận động viên trẻ tuổi khác. Tổng cục Thể dục Thể thao cũng đã đưa ra quyết định cuối cùng sau khi làm việc với các bên liên quan dựa trên yếu tố là chuyên môn làm chủ đạo. Tổng cục Thể dục Thể thao đã quyết định là chọn xạ thủ Hoàng Xuân Vinh để tham dự Olympic Tokyo 2021. Vâng, thưa quý vị, và hy vọng rằng là anh Xuân Vinh sẽ tiếp tục mang về niềm vui cho Việt Nam. Dẫu biết rằng là để lịch sử lặp lại là chuyện không hề đơn giản, nhưng mà chúng ta có quyền mơ ước và đặt ra mục tiêu, phải không ạ? Và cuộc thi nào thì cũng sẽ có những mục tiêu được đặt ra với những người tham dự, nhưng mà chúng ta cũng nên thận trọng trước mọi mục tiêu do chính mình đề ra và cả những mục tiêu do người khác vô tình có thể gây áp lực cho bản thân của mình. Chúng tôi cũng muốn nói tới kỳ thi vào lớp 10 vừa qua, đến nay thì cũng đã có kết quả và có những cái niềm vui cũng như có những nỗi buồn. Và mới đây thì thầy giáo Lương Hải Đăng, giáo viên dạy môn ngữ văn tại trường Spring Hill Hà Nội, đã gửi đến học sinh của mình một bức thư, không chỉ để động viên cho các em mà qua đó còn giúp cho các em thấy được sự thật rằng là cuộc thi vừa qua không phải là tất cả. Khi mà mình trượt cuộc thi này thì có rất là nhiều những cái cánh cửa khác có thể mở ra và hướng đến một cái tương lai tươi mới cho các em. Vâng, và trong thư thì thầy giáo này đã chia sẻ rằng thầy cũng đã từng thi trượt, cũng từng đau khổ và nghĩ và làm toàn những chuyện tiêu cực. Nhưng cuối cùng thì thầy vẫn phải đi tiếp, vẫn phải vào cấp 3 và quyết tâm trở lại thật mạnh mẽ vào kỳ thi đại học. Thậm chí thì thầy còn gây bất ngờ khi đăng ký thi sư phạm, một ngành học đòi hỏi kỹ năng nói, kỹ năng mà thầy rất kém khi đó. Nhưng giờ thì thầy đã là một giáo viên rồi đó thôi. Theo thầy Đăng thì kỳ thi này thì cũng chỉ là một kỳ thi, nó không nói hết được tất cả về con người các em. Thay vì buồn thì chúng ta hãy cho mình làm mình đẹp hơn, hãy làm, học và những gì mình thích. Thay vì tự hành hạ bản thân, hãy xuống bếp nấu ăn chẳng hạn, hoặc để mẹ nấu một món ngon mà mình thích. Cha mẹ cũng hãy ôm con vào lòng, nói rằng con đã làm được. Thậm chí thì dám chấp nhận thất bại cũng là điều rất khó khăn mà không phải ai cũng dám làm và có thể đang làm. Rồi mọi thứ cũng sẽ ổn.
Vâng, thưa quý vị, và thay cho những lời chia sẻ của những người thực hiện chương trình hôm nay, chúng tôi cũng đã từng trải qua những cái cảm giác vui buồn rồi những cái cảm giác lẫn lộn như vậy. Thì các bạn học sinh thân mến, các bạn hãy cùng nhìn lên màn hình ngay bây giờ. Chúng tôi xin được trích hai câu của bài hát là Sẻ và Dâu Tây của rapper Quy và Dễ Chắc cũng đã gây sốt trong thời gian vừa qua. Đó là có khi trên cao, có khi dưới đất, có khi ta được và có khi ta mất. Để một lần nữa cùng với các bạn nhận ra sự thật rằng là cuộc thi này không phải là tất cả. Và rồi mọi thứ cũng sẽ ổn thôi. Nếu như chưa ổn thì sau tất cả nó cũng sẽ ổn. Thế thì mới là cuộc sống. Và đó cũng chính là những thông điệp mà chúng tôi muốn nhắn gửi đến cho quý vị trong bản tin ngày hôm nay. Đến đây thì có lẽ thời lượng chương trình cũng đã khép lại rồi, phải không anh Thái Anh? Vâng, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin sắp tới.